Chào mừng quý vị đã đến với kênh Thái Hải TV2. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 17 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2022 theo giờ Việt Nam, trên sân vận động của Singapore sẽ diễn ra trận đấu bảng BAF Cup 2022 giữa hai đội. Singapore gặp Myanmar trận đấu này sẽ được trực tiếp trên kênh youtube FPT bóng đá Việt, FPT Play, VTV5, VTV2 và VTV Cần Thơ. Hoặc quý vị có thể bấm vào đường link bên dưới phần mô tả video này là sẽ xem được trực tiếp. Ngoài ra để thuận tiện cho quý độc giả, chúng tôi sẽ cập nhật và tường thuật mọi diễn biến mới nhất liên quan đến trận Singapore gặp Myanmar ngay tại kênh Thái Hải TV2. Mời các bạn cùng đón xem. Và sau đây là dự đoán tỷ số thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Phân tích, nhận định những thông tin bên lề trước trận đấu. Huấn luyện viên An Toai hay của Myanmar đã có những phản ứng gay gắt về sân cỏ nhân tạo mà Singapore sẽ sử dụng trong các trận gặp Myanmar và Việt Nam trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2022. Liên đoàn bóng đá Singapore FAS đã chỉ định sử dụng sân Jalan Besa với sức chứa 6.000 cho hai trận đấu sân nhà nhập Myanmar và Việt Nam, bảng AFF Cup 2022. Được biết, sân Jalan Besa dùng cỏ nhân tạo và điều này đã khiến huấn luyện viên An Toi Hay của Myanmar lo lắng trước trận đấu giữa hai đội vào chiều nay 24 tháng 12. Sân cỏ nhân tạo đã khiến hai trụ cột của Singapore chấn thương và đây là lý do tôi không thích, không phù hợp với các trận đấu căng thẳng. Việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo với cường độ cao là rất nguy hiểm với cầu thủ. Cỏ nhân tạo là một vấn đề trong 15 năm qua nếu nó tốt thì vì sao các giải đấu quốc tế như World Cup, ASEAN Cup hay Champions League không được chơi trên sân cỏ nhân tạo? Huấn luyện viên Antonio hay cho biết chiến lược gia người Đức từng có thời gian làm việc ở Châu Phi với các đội tuyển Gambia, Liberia và Kenya. Trong thực tế, Singapore có sân vận động quốc gia sử dụng cỏ tự nhiên và cũng có sức chứa lớn hơn, lên tới 55.000 khán giả. Tuy nhiên Sân này được dùng tổ chức sự kiện giải trí trong tháng 12 nên không thể phục vụ cho bóng đá. Đội tuyển Singapore chỉ có thể sử dụng sân quốc gia nếu lọt vào bán kết AFF Cup 2022. Chúng tôi không thể thay đổi bất cứ điều gì bây giờ. Chúng tôi phải tập trung tập luyện, thi đấu và một khi lọt vào bán kết, chúng tôi có thể sử dụng sân vận động quốc gia. Huấn luyện viên Takayuki Nishigaya của Singapore cho biết, trước đó Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam từng đề xuất không sử dụng cỏ nhân tạo ở AFF Cup 2022. Tuy nhiên, Singapore vẫn dùng sân cỏ nhân tạo trong hai trận đấu sân nhà ở vòng bảng. Được nghỉ thi đấu ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển Singapore có đôi chút lợi thế về thể lực trong cuộc đọ sức với đội tuyển Myanmar trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2022. Sau màn trình diễn ấn tượng và đầy quả cảm ở AFF Cup 2020, đội tuyển Singapore đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ người dân nước này. Họ không còn phụ thuộc quá nhiều vào các cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, ngay trước khi giải đấu diễn ra ít ngày, đội tuyển Singapore nhận tin dữ khi Aixan Fandi, tiền đạo chủ lực của đội bóng này gặp chấn thương và không thể tham dự giải đấu. Tương tự như vậy, hai cầu thủ quan trọng khác là Swandi và Tàu Phích cũng vắng mặt. Để giải quyết bài toán nhân sự, huấn luyện viên Takayuki Nishigaya triệu tập thêm một số cầu thủ mới kết hợp với những nhân tố từng là trụ cột trong nhiều năm của bóng đá Singapore. Đại diện đến từ đảo quốc sư tử có 5 cầu thủ lần đầu tiên tham dự giải gồm hậu vệ Christopher Van Huyen, Joshua Pereira và Rihun Tewood, tiền vệ Sasahi Trắng và Fanhan Yukipli. Thủ môn Hassan Sandy, 38 tuổi, sẽ có lần thứ 9 tham dự AFF Cup. Thành tích này giúp anh vượt qua SHAHRILXH và bài hát kỳ khai gian 8 lần. Trong khi đó, trung vệ Haris Harun tiếp tục đeo băng đội trưởng. Đây sẽ là những cái tên quan trọng bên cạnh y phần Fandi. Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Myanmar trải qua trận đấu đầu tiên không thành công dù được chơi trên sân nhà trước Malaysia. Thực tế, thầy trò huấn luyện viên an toàn hay thi đấu không đến nỗi nào. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia này, các cấp độ đội tuyển của Myanmar thể hiện lối chơi có đường nét rõ ràng cầu thủ Myanmar mạnh dạng cầm bóng phối hợp ngắn thay vì phá bóng thiếu tính tổ chức dù vậy vấn đề của đội tuyển Myanmar là những tình huống xử lý mang tính quyết định các học trò của ông an toàn hay xử lý thiếu hiệu quả vì nhiều lý do khác nhau đứng vững trước áp lực tấn công của đội tuyển Myanmar và tận dụng tốt cơ hội ở những pha phản công đội tuyển singapore vẫn có thể giành chiến thắng Sân của Singapore gây hại đến cầu thủ Việt Nam và Myanmar ở AFF Cup 2022 hay không? Trong bối cảnh được chơi trên sân nhà, Singapore rõ ràng chẳng hề muốn đánh mất 3 điểm. Trong khi với Myanmar, sau thất bại 0-1 trên sân nhà trước Malaysia, họ lúc này cũng đã ở vào thế không còn đường lùi. Ngay cả khi vượt qua Singapore, cơ hội đi tiếp của Myanmar cũng không thực sự nhiều bởi họ ở lượt đấu cuối còn phải chạm mặt thay trò huấn luyện viên Bắc Hàn so với vốn được đánh giá cao hơn. Do vậy, trước mắt Myanmar cần giành 3 điểm trước Singapore nếu không, giải đấu năm nay sẽ sớm khép lại đối với họ. Tuy nhiên, việc vượt qua Singapore trên sân nhà của họ chưa bao giờ là điều đơn giản với các đội tuyển trong khu vực. Tại kỳ AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm ngoái tại đảo quốc Sư Tử, Singapore chỉ để thua duy nhất Thái Lan ở vòng bảng đến vòng bán kết, họ đã cầm hòa Indonesia 1-1 một một ở lượt đi và thậm chí đã xuất thắng được thầy trò Sinteon ở trận bán kết lượt về. Phải sau 90 phút thi đấu bất phân thắng bại, Singapore mới để thua Indonesia ở hiệp phụ trong thế phải chơi thiếu người. Vì vậy có thể nhận định là đây sẽ không phải một đội bóng đơn giản khi bước vào giải đấu lần này. Với dàn cầu thủ vừa có sự trẻ trung lẫn kinh nghiệm, Singapore hoàn toàn đủ sức để đánh bại một Myanmar đang trong tình trạng bất ổn. Với lợi thế sân nhà, cũng việc đang có được thế lực sung mãn hơn đối thủ khi không thi đấu ở lượt trận đầu tiên, Singapore rõ ràng đang có nhiều cơ hội để vượt qua Myanmar. Song đội bóng chủ nhà cũng đang đối mặt với những khó khăn khi hai trụ cột Ice Khang Fandi và Adam phải chia tay AFF Cup 2022 ngay trước giờ khai cuộc do chấn thương. Và trong khoảng thời gian chuẩn bị ngắn ngủi, Rõ ràng sẽ không dễ để huấn luyện viên Takayuki Nishigaya có thể tìm ra những phương án thay thế hiệu quả nhất là vị trí của Ashkhan Fandi trong đội. Về phía Myanmar, mặc dù trong đội hình của họ lúc này vẫn còn những gương mặt từng tham dự vòng chung kết U-20 thế giới năm 2015 nhưng đội bóng này không được đánh giá về khả năng triển khai chiến thuật để xuyên phá khung thành đối phương. Có thể thấy hạn chế lớn nhất của đoàn quân ông Toi Hay là không có nhiều phương án tiếp cận khung thành. Thay vào đó họ chủ yếu thực hiện bài lật cánh đánh biên vốn vẫn không mang tới nhiều sự đột biến. Và sau thất bại ở ngày ra quân, Myanmar sẽ không còn cách nào khác là buộc phải giành lấy 3 điểm ở trận này để qua đó tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp. Nhưng ở thế cửa dưới, liệu họ có thể tạo ra một màn trình diễn thăng hoa để lấy trọn 3 điểm tại Yalan Besa? Chủ nhà Singapore sẽ có trận ra quân tại AFF Cup 2022 gặp đối thủ Myanmar Trước thềm giải đấu diễn ra, đảo quốc sư tử đã gặp tổn thất lớn về mặt lực lượng khi hai trụ cột Asan Fandi và Adam phải chia tay AFF Cup 2022 do dính chấn thương. Tuy vậy, với điểm tựa sân nhà cùng một số cầu thủ nổi bật khác như Hassan Sunny, trung vệ đội trưởng Harith Harun hay ngôi sao gốc hàng sông Uyion, đoàn quân của huấn luyện viên Takayuki Nishigaya hoàn toàn có thể tìm kiếm được 3 điểm đầu tiên nhất là khi đối thủ của họ là Myanmar. Phía bên kia chiến tuyến, Myanmar đã có trận ra quân đáng quên trên sân nhà với thất bại không một trước Malaysia. Thầy trò huấn luyện viên an toàn hay dù tạo ra thế trận tốt ở trận đấu gặp Malaysia nhưng lại không thể tận dụng được mọi cơ hội ghi bàn. Thêm vào đó, Myanmar thiếu đi nhiều cầu thủ có thể đem lại tính đột biến cao. Nếu muốn giành vé đi tiếp, Myanmar cần phải giành chiến thắng ở trận đấu này. Đội hình dự kiến Singapore gặp Myanmar, phía Singapore, Sunny, Ifan, Harun, Stigwood, Nazari, Yu Yang, Su Lai Mẫn, Vang Huế Dệ Tính Tiếp Tê HEO, Yêu Hưng, Sahi Rắn, Râm -Li. Còn Myanmar, Kio Yin Phi Nanda Kio Ie Min Thu Thị Hạ Ít Tết Ung Nguyên Kio Yin, Mon Mon Nguyên Khang Mi Ca Ứng Kio Min Ồ Ồ Ung Hanh. Nguyên Na In Tung Nguyên Mua Ung. Dự đoán kết quả Singapore gặp Myanmar với tương quan trình độ của hai đội vào lúc này. Chủ nhà Singapore nhiều khả năng sẽ có được chiến thắng ở trận ra quân trước Myanmar với tỷ số 2-0. TIN tiếp theo, huấn luyện viên Singapore nhấn mạnh tầm quan trọng của trận gặp Myanmar. Sau khi được nghỉ ở lượt trận đầu tiên tại vòng bảng AFF Cup 2022, đội tuyển Singapore sẽ bắt đầu chiến dịch chinh phục danh hiệu khu vực của mình bằng màn tiếp đón Myanmar trên sân nhà Yalan Besa vào ngày thứ Bảy tới đây. Với việc từng lọt vào bán kết ở AFF Cup 2020, Singapore đang nhận được nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ bóng đá nước này trong giải đấu năm nay. Tuy nhiên thách thức cũng không hề nhỏ với thầy trò huấn luyện viên Takayuki Nishigaya khi mà ngay trước giải đấu, họ đã mất hai ngôi sao tấn công quan trọng là Aixan Fandi và Adam Wandi vì chấn thương. Và chia sẻ trước trận gặp Myanmar, ông Takayuki đã cho hay, Singapore muốn tiến xa nhất có thể. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là chúng tôi phải tập trung giải quyết từng trận một. Mọi người đều có thể hình dung là trận ra quân của Singapore gặp Myanmar được đánh giá là vô cùng quan trọng với chúng tôi. Điều đó sẽ giúp toàn đội có thể duy trì một tinh thần tốt. Đặc biệt là khi được chơi trên sân nhà, chúng tôi muốn thể hiện tất cả những gì mình đang có trước người hâm mộ. Chúng tôi muốn hòa chung với người hâm mộ Singapore để cùng nhau giành chiến thắng. Trong khi đó, về phía Myanmar, huấn luyện viên Anton hay khẳng định đội bóng của mình không còn mục tiêu nào khác ngoài chiến thắng sau khi vừa để thua trước Malaysia cách đây ít ngày. Nhà cầm quân người Đức cũng hy vọng các học trò sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất bất chấp việc phải nhận thất bại trước đó để hướng tới chiến thắng nhằm tiếp tục nuôi hy vọng vào bán kết. Trong lịch sử, Singapore đang tỏ ra vượt trội hơn so với Myanmar khi họ đã 8 lần giành chiến thắng, trong khi đó đội khách mới có 2 lần. Việc vượt qua Myanmar cũng là điều kiện tiên quyết để thay trò huấn luyện viên Takayuki Nishigaya cạnh tranh tấm vé đi tiếp khi ở cùng bản đấu với Việt Nam và Malaysia. Tin tiếp theo, huấn luyện viên tuyển Malaysia Kim Bang-gon được cho là sẽ sắm vai đối thủ đáng gờm của huấn luyện viên Park Hang-seo ở kỳ AFF Cup 2022. Khi các cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng việc lọt vào vòng 16 đội World Cup 2022 tại Qatar ở Malaysia, huấn luyện viên Kim Bang-gon chắc cũng nở nụ cười mãn nguyện. Chính người đàn ông 53 tuổi đặt nền móng cho triều đại huấn luyện viên Paulo Bento tại đội tuyển Hàn Quốc. Và sẽ không quá lời nếu cho rằng Kim Bang-gon đứng sau chiến tích của đội tuyển xứ kim chi tại qatar người kiến tạo thành công cho bóng đá hàn quốc ngược dòng thời gian huấn luyện viên